Trên sân số 3, đội dung đôi nam nữ vòng 16, Chen Giang Nhi và Tất Thiên Huy, Malaysia. Thi đấu với Bắc Thọc Phạm và Sọc Somalita, Campuchia. Trọng tài chính của Trọng Huy An, Việt Nam. Trọng tài giao cầu, Wawanya Asin Savana, Thái Lan.
đề nghị khán giả khán đài V2 tắt phát. Thank you.